Xin chào anh chị, hôm nay tôi chia sẻ đến anh chị về một lá số tử vi Nam Mệnh Dương lịch ngày 11 tháng 8 năm 1987, giờ là giờ thân Mệnh lập tại cung tí, như vậy là âm Nam, à, mệnh đóng cung dương, âm dương nghịch lý Tiếp theo là mệnh hỏa, cục mộc, cục sinh mệnh Thân là sinh vào giờ thân, thân cư quan lộc, âm dương nghịch lý là Sẽ có những cái chuyện gì đó nó không thuận ở trong cuộc sống Và sau này mình phải trải qua, cục sinh mệnh là ra ngoài đắc thời đắc thế được được nhiều người trợ giúp à, được nhiều quý nhân trợ giúp và đặc biệt đối với cái bạn này cung thiên di rất đẹp thế nên là ra ngoài sẽ cực kỳ tốt anh chị nha rất rất nhiều quý nhân quý nhân có chức có quyền à, có tư duy trợ giúp cho mình về các cái công việc làm ăn rồi về kinh tế vân vân về rất nhiều thứ đó là cung thiên di này đó là cục sinh mệnh này tiếp theo thân cư quan lộc thì rõ ràng là con người của công việc rồi về cơ bản sẽ là yêu công việc à, ham thích công việc À, đặt công việc làm lẽ sống đấy đối với chung là như thế nhưng mà chúng ta sẽ đi riêng vào cái mệnh cái gốc để xem cái tâm tình cái tính chất của con người nó như thế nào nhé thì đầu tiên là đầu tiên là tôi vẫn phải đi qua các cái cung nó không được cường anh chị nhé đó là cung ví dụ cung phụ mẫu này cung phụ mẫu là cự đồng quyền kỵ tấu hỏa ở đây sẽ là có cô quả đà tang rồi có thiên mã rồi có ân quang thiên quý long phượng cái gần như là tứ tứ linh kinh kiếp à, như vậy là sát tinh tương đối nhiều giáp xương giáp khúc giáp thai giáp tọa giáp đào giáp hồng à, như vậy ở đây là bố mẹ là có người rất là hiền lành hiền lành ở cái chú thiên đồng cộng với ân quang thiên quý này cộng với long phượng cái này cũng có người rất là xinh đẹp cũng hình thức cũng ưa nhìn đó là thiên đồng quang quý hóa khoa long phượng cái và ở đây bố mẹ là có rất nhiều văn tinh khoa tinh à hội về thành ra là bố mẹ sẽ là có người sẽ làm về mặt học hành, làm về mặt ăn nói rất là tài giỏi. Đấy là cái mặt hay. Đó là cự đồng cơ, quyền khoa, quang quý, long phượng và anh chị biết là ân quang thiên quý là ân điển của nhà nước mà. Thế nên là bố mẹ sẽ có những người mà được có bằng cấp, bằng khen của nhà nước cộng với long phượng cái, long trì mà ở xỉu mùi thì nó rất là hay. Nó là rồng, nó là phượng, quang quý nó là ân điển của nhà nước. Vân vân ngoài ra thì cũng có cách xấu đó là cự kỵ thì nói chung là tâm tính là sẽ có người rất là đa nghi, có người rất là bất mãn với cuộc sống đó chính là cự kỵ không hài lòng với cuộc sống đó chính là cự kỵ à, tính tâm tính nói chung là rất bất thường nói chung là hay lo ngày lo đêm đó chính là cự kỵ lại thêm hỏa tinh là có người tính cực kỳ nóng thêm hóa quyền là tính tình là tự ái tự kiêu à, kiêu căng tự ái ngạo mạn khá là cao đó là cự quyền kỵ nhưng mà riêng cự quyền kỵ đi với nhau thì cái khả năng ăn nói là vô cùng tuyệt vời hơn thế nữa ở đây nó có ân quang thiên quý hội long phượng cái thì thành ra là cái hệ mức ăn nói này nó cực kỳ kinh khủng anh chị nhé thêm nữa thì có cô quả thì nhiều khi là hai ông bà sẽ có cái hiện tượng là cô đơn gì đó cô đơn thì chúng ta sẽ hiểu nó như này có thể là ở gần nhau nhưng mà không nói chuyện với nhau cũng là cô đơn có thể ở xa cách nhau cũng chi cái cung phụ mẫu này là có hỏa này kiếp này kình đà tứ đại sát tinh nó chiếu vào thành ra nói chung rất là phiền hà đó chính là cô quả tứ đại sát tinh cộng thêm với cả thiên mã bên này nó chiếu về à, ở đây có cự quyền kỵ tấu thư thì sẽ có người khả năng ăn nói rất là tốt anh chị nhá có người ăn nói tốt có người nóng tính có người hiền lành đó là thiên đồng quang quý long phượng Khung phụ mẫu cung <laughs> nô bộc cung nô bộc thì có thiên cơ này à, thiên cơ khoa quyền lộc thiên mã quang quý cô quả đà la tăng môn hóa kỵ đà la tăng môn hóa kỵ hỏa tinh về cơ bản là cũng bạn bè của anh này nhiều người rất là thông minh rất cực kỳ là tài trí trí tuệ hơn người cũng rất là năng động và anh chị này có những người bạn cũng cực kỳ là tuyệt vời ân tình nghĩa nặng với bạn bè rất là lâu à, ân quang thiên quý ở nô bộc mới ở tử tức thì thành ra là bố mẹ là cũng tuy là cô đơn nhưng mà nói chung là tình sâu nghĩa nặng à, sự xa cách là có vẻ hơi khó tại vì nó có quang quý long phượng ở đây rồi mặc dù là có cô quả là có cô quả đầu là có cái hiện tượng là có thể gần nhau nhưng không nói chuyện với nhau xung khác nhau đó chính là cự kỵ hỏa nô bọc rất nhiều người tốt nhưng mà nếu với cái bản tính của anh này tí tôi sẽ phân tích sau nếu mà không chơi với người tốt mà lại cứ gần người xấu thì rồi sau cũng bạn bè cũng sẽ còn một mình thôi tại vì có cô quả tang ở đây cô quả đầu tang anh chị nhá nó là một mình phá toái nếu không chơi không nghe ý kiến của bạn bè tốt mà lại chơi với cái bọn đà la tang môn này thì cuối cùng sẽ là cô đơn đó chính là hiện tượng cô quả đầu phá toái ở đây một mình cung con cái đi cung con cái là có thiên việt thiên ân quang thiên quý thiên việt ân quang thiên quý gặp song hao gặp thiên hư tuế phá Đấy, đầu tiên là con cái ở đây là có thiên việt thì thường thường là việt lại gọi uh, dương lương ở đây ở lại ở cung âm thực ra xem lá số này uh, dương lương đều là hệ đều là nam đầu mà gặp triệt rồi thì biến thành bắc đầu như vậy là sẽ hiện tượng là con gái nhiều hơn con trai ở cái lá số này anh chị nhé và có thiên quý thì nói chung là con cái sau này nó cũng sẽ rất là tốt rất rất hiếu nghĩa với bố với mẹ nhưng mà đây là xem một cung đây anh chị nhé cộng thêm với thiên việt văn tinh cộng thêm với khoa quyền tấu thì thành ra con cái sau này học hành rất là giỏi giang nhưng mà ở đây là con cái có đại hao thiên hư tuế phá thì thành ra là nói chung là vì một cái vấn đề gì đó mà cha mẹ À, sẽ phải rất tốn tiền vì con cái đấy chính là song hao, đấy là tuế phá ở cái cung này và sau này thì ở đây là có cô quả chiếu về, cô quả tang chiếu về cộng với thiên hình khốc a à, nói chung là sau này bố mẹ con cái nặng tình nặng nghĩa nhưng mà sẽ không gần nhau đâu anh chị ạ, đó là cô cô quả hỏa hình địa không nói chung là cung con cái này trong, trong bản cung thì không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà nhìn tam phương tứ chính thì lại thấy nhiều hiện tượng xung khắc, thế nên là bố mẹ và con cái là nên ở xa nhau ra một chút. Trong cái trường hợp này thì nó sẽ tránh được sự xung khắc. Nó sẽ tránh được cái sự xung khắc anh chị nhé Ở cái, ở đây cái sự xung khắc anh chị như không thể nhìn bằng tuổi đâu, nó không phải là xung, nó không phải là hình hại phá đâu mà chỉ nhìn được trên la số tử vi nó có những cái sao xấu nó chiếu về nhiều thì nó là cái sự xung khắc thôi ở đây là có anh chị nhìn này có đà này có hỏa này có kỵ này có không có hình này khốc hư này. khốc hư là giọt nước mắt cộng với song hao tức là vừa tốn tiền vừa buồn phiền vì con cái vì một vấn đề gì nào vì một vấn đề gì đó cái này thì cũng nó không hiện ra một trăm phần trăm nhiều khi thiên cơ nó bất khả lộ và còn một cái điều lưu ý cho anh này nữa khi tôi phân tích uh, tiếp đến cái cung phụ đức này cung phụ này cung nô này cung tử Cùng Phúc Đức thì cụ vũ tướng, văn xương, tam thai, thiên tướng, tướng quân, lướng tướng, xuất tướng, nhập tướng, vũ khúc vũ, tướng, tướng ấn, cực kỳ đẹp là có cả thiên quan, thiên giải, à, thai phụ phong cáo, tam thai bát tọa. Như vậy có thể nói là <laughs> vũ khúc thiên tướng năm đời, tức là cái trước anh này năm đời thì nói chung là các cụ kinh doanh buôn bán hoặc là làm quân nhân cực kỳ là có tiếng tăm nha, cực kỳ lừng lẫy, đó là vũ khúc, đó là văn xương, vi nhân đa học đa năng đó là thiên tướng, tướng quân, xuất tướng, nhập tướng, cộng thêm với quốc ấn Tức ở bên ngoài là có phục binh chiếu về, như vậy là các cụ à, tầm năm đời là rất là phát, có thể phát về võ, có thể phát về doanh thương, có thể phát về kinh doanh thương mại đó là cung phúc đức này, nhưng mà hiện tại cung phúc đức này lại đang gặp triệt thì thành ra là mệnh anh lại mệnh hỏa, thành ra là phúc đức này anh không được hưởng bao nhiêu mà có hiện tượng là cung Phúc Đức này đang đi xuống, thế nên là anh cần phải quan tâm đến cái cung Phúc Đức này nhiều hơn. Cung Phúc Đức này năm đời cực kỳ là tốt, xuất tướng nhập tướng, văn xương vũ khúc phi nhân ta học đa năng, tam thai bát tọa là công danh rất là rộng mở, đài cát cao, tướng đi về ấn tức là có chức có quyền, có thực lực đấy, cực kỳ có thực lực đó chính là cung Phúc Đức này. Tiếp theo đến cung Phối này, cung Phối này không tệ đâu anh chị ạ, cung Phối này là Đắc Liêm phủ hơi tiếc nó gặp tuần một chút nó cản trở một chút thôi đó là tử phủ vũ tướng hội gì hội lộc lộc tồn tướng quân quốc ấn hội tả phủ vật hội thai phủ phong cáo hội long đức về bản chất của người liêm trinh là hỏa vượng thân tràng cũng khá là nóng tính khá là cương trực thế nên là anh này thì lại được nói chung là vợ mà liêm phủ thì rất đảm đang thiên phủ là thiên kho quốc khố là cái tài năng về sự quản lý về tiền bạc thế nên là anh đi ra ngoài thì cứ yên tâm là vợ ở nhà quản lý rất là tốt và tiếp theo là ở đây lại có Long Đức có Long Đức thì nói chung là vợ cực kỳ là tốt tâm tốt tính tốt tâm tốt tính là biết à, à, biết cư xử nói chung là biết ăn biết ở đó chính là cái liêm phủ tả phủ cộng với Long Đức chung vợ cũng rất là tài năng và cũng hợp với cái mệnh cách này là mệnh hỏa liêm trinh là hỏa thiên phủ là thổ thế nên là mà thường thường anh chị ạ nó có một cái vấn đề nhỉ hai sao hai sao ở đây thì hợp với mệnh hỏa thì không sợ thì ok rồi nhưng mà thêm tả phủ bật cung phu thêm mà có nhiều sao rất dễ có hơn một vợ cộng thêm với tả phủ bật cộng thêm với cái mệnh của anh này là tham lang đào hồng văn phúc khúc. thì thành ra là rất có khả năng là anh đang có anh đang có cái mối ở ngoài mà thường thường người mệnh tham lang là phu thê sẽ là thiên phủ tức là rất được nhờ vợ nhưng mà nếu mà đi quá đi quá giới hạn thì nói chung là nó sẽ có cái sự phiền hà tôi đã tư vấn cho một số la số mệnh là tham lang rồi phu thê là thiên phủ rồi được nhờ vợ thì phải biết điều một chút nếu không nó sẽ xảy ra những cái cách cục cái kết cục nó không hay lắm nhưng mà nói chung anh này đúng là số hưởng thật hưởng từ cung mệnh cho đến cung vợ cung, cung cái cung phối này ngoài liêm tử phủ vũ tướng liêm tả hữu cộng với long đức gia nó còn giáp khôi giáp việt quý nhân như vậy nói chung anh này rất là sát gái với cái mệnh này với cái cung phụ này rất là sát gái và được nhờ gái được nhờ con gái đó là khôi việt giáp cái cung này này đó là tả phù yếu bật này đó là liêm trinh thiên phủ rất là hay và đặc biệt khi đi ra ngoài thì lại càng được nhờ nhiều hơn nhờ xem nào cung phúc này cung phối này cung di thì tôi tí tôi sẽ luận kèm với cung mệnh tại vì cung di cũng là một cái hình ảnh của một cái con người nào đó khi đi ra ngoài Tiếp theo tới cung điền trạch thì anh chị ạ. Với cái bản tính của anh này cộng với cung điền trạch với cái cung tài bạch này thì tôi lại có một lời khuyên cho anh là nên đưa đấy cung tài này là phải nên đưa tiền cho vợ giữ này hoặc là chuyển đổi bằng một cái hình thức nào đó. Thường thường thì người ta hay nghĩ đến chuyển đổi là một là chuyển sang bất động sản nếu cung điền trạch sáng nhưng mà cung điền trạch này rất là tối thì anh nên đưa vợ quản lý hoặc chuyển sang cái hình thức tiết kiệm nào đó. Chứ mình mà giữ tiền trong cái với cái cung tài như thế này thì cuối cùng cũng mất hết thì chúng ta chuyển sang cung điền trạch đi cung điền trạch lại có thiên tài là nó báo hiệu một cái điều gì đó rất rủi ro hơn thế nữa thì nó lại có gì song hao này có khốc hư này có hình này có không kiếp này không kiếp kình à không kiếp kình song hao khốc hư lại gặp thêm triệt thành ra là cái nhà đất đối với anh này nó rất là trục trặc nếu mà anh không nếu mà anh không biết mà để vợ đứng tên thì nói chung là sau này nguy cơ là nói chung là sẽ có nhiều nguy cơ rất là cao không kiếp là cướp là trộm là có hiện tượng chiếm đoạt không hao là tức là nhà đất nó cứ hư hao nó giảm dần đi cộng với khốc hư là nước mắt là buồn phiền mặc dù ở đây là đắc điện nhưng mà gặp triệt rồi nó phá tan nát cái cung điền trạch này ra ở đây dương dương ở đây nó rất là đẹp thái dương thiên lương ở đây gọi là nhật xuất lôi môn nhưng mà gặp triệt rồi thì thành ra nó bị bị giảm đi rất là nhiều tức là hai cái cung phụ tức này cung điền trạch này rất là đẹp nhưng mà gặp triệt rồi thực ra không gặp triệt nó vẫn xấu tại vì nó có không kiếp song hao khốc hư ở đây rồi nó vẫn xấu anh chị ạ thế nên là anh này kinh doanh điền trạch là nói chung không hề ổn tí nào đặc biệt là có thiên tài ở đây là nó báo hiệu một cái điều gì đó đang rất rủi ro cộng với cả không cả kiếp là rất có thể bị chiếm đoạt hư song hao ở đây là nó hao càng ngày nó càng hao tán đi cuối cùng là khốc hư còn thiên hình ở đây tuy là đắc điện nhưng mà gặp triệt rồi nó vứt đi rồi kiểu như là một cái hình phạt nào đó liên quan đến đất đai đó là thiên hình thiên tài thế nên là một là phải để vợ đứng tên hai là mình không thôi mua nhà thì mua thôi chứ không đầu tư vào nhà cửa đất đai được đó cung này mặc dù cung tài bạch này xấu anh chị nhé tiếp theo chúng ta đến các cái cung chính đó là cái cung cung điền trạch này cung tật ách này cung huynh đệ này à cung huynh đệ ở đây cung huynh đệ là có thái âm thái âm gặp tuần tức là biến thành bắt đầu biến thành nam đầu bắt đầu mà biến thành nam đầu à, thực ra thái âm là tượng của con gái nhưng biến thành nam đầu lại ở cung âm thì tính ra vẫn là chị em gái nhiều hơn anh em trai đó là cái cung này nhưng mà bạn anh nhưng mà cái bạn này là vẫn còn anh em trai tại vì có thiên khôi ở đây thiên khôi hóa lộc thiên phúc nói chung anh chị em cũng lành làm ăn cũng rất là kinh khủng nhưng mà anh chị em sẽ không ở gần nhau được tại vì có tuần rồi có kình đà có không kiếp nói chung rất nhiều sát tinh ở gần nhau cũng không giúp đỡ được nhau nhiều gì đâu mà thậm chí nó còn gây ra những cái sự xung khắc anh này không hợp bố mẹ này phúc đức thì đang có vấn đề này huynh đệ thì lại gặp tuần này là chỉ sự xa cách chỉ sự ngăn trở này tiếp theo cung nô bọc cô quả anh anh này sau này trước mắt thì có thể rất đào hoa nhưng mà sau này rất dễ cô đơn một mình cực kỳ phiền hà đó là cái cung huynh đệ này đó là cung phụ này đó là cái cung nô này cung huynh đệ này thái âm thái âm nói chung là cơ bản là anh chị em nói chung là người cũng đẹp sáng sủa văn chương nghệ thuật cũng hay cũng tốt đó là thái âm đặc biệt lại thái âm đi với hóa lộc thì cái nghệ thuật thưởng thức cái sự tinh vi thưởng thức trong đồ ăn thức uống là cực kỳ cao và hỉ thần cũng chàng sinh chàng sinh xem là đông anh em không ít đâu nhưng mà đông là cũng có hiện tượng có bạch khổ tang môn cộng với không kiếp kình xem ra là cũng có mất một vài đốt nhưng mà nói chung số lượng như thế này là không ít tí nào đó là chàng sinh đó là thái âm sáng sủa đó là thiên khôi như vậy thường anh mệnh tham lang mà thiên khôi là cung huynh đệ thì có lẽ là anh không phải là con trưởng mà thường thường là huynh đệ của anh sẽ là con trưởng huynh đệ của anh sẽ là con trưởng theo tôi suy luận là như vậy ở đây thiên khôi gặp tuần thì nó không chắc một trăm phần trăm nhưng thường huynh đệ của thiên khôi thì mình sẽ là con thứ nó như vậy tiếp theo sang các cái cung chính của anh sang cung chính của anh nói chung là lá số tử vi này ai xem thì nó rất dễ nổi bật nhận ra một điều nói chung là anh này cực kỳ là đào hoa cực kỳ là sát gái và nó ăn vào máu thôi anh chị ăn vào máu ở cái điểm nào ở cái điểm là lúc này tôi chưa phân tích cung tật ếch đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ phân tích mệnh là tham lang là văn khúc là đào hoa là hồng loan bình thường tham lang mà ở hợi ở tí nó là cách phiếm thì đào hoa rồi bản chất của tham lang nó cũng là một sao đào hoa rồi lại cộng thêm với đào hoa hồng loan cộng thêm văn khúc là thuộc thủy thì cái đào hoa này nó cực kỳ lai láng văn khúc hồng loan đào hoa tham lang nói chung rất nhiều sao đào hoa nó hội vào anh này cái thì đấy là cái tâm tính cái bản chất anh chị nhá là nó ở mệnh và mệnh thân anh này thì nó nằm trong tam hợp thì về sau nó sẽ đứng đắn hơn tại vì do thất sát do thanh long do hữu bật nhưng mà cái máu nó là như vậy rồi hơn thế nữa thì nó và xem cung tật ách nó cũng hiện ra là cái máu của anh đấy nói chung là cực kỳ sát gái sát gái chỗ nào kình dương này thiên diêu này hoa cái này cũng rất là nhiều sao về tình dục tình ái nó cung tật ách như vậy là cái tính chất đào hoa của anh này nó ăn vào máu rồi cộng thêm với cung phối nó có tả phủ hữu bật tức là tượng là sẽ có nhiều hơn một người hơn phối người chính có người thứ có người sáng có người tối có đấy chính là cung này mà cung này lại nó ở cung ban đêm thì thành ra là sẽ có người trong bóng tối nhưng mà khó có người biết được tại vì cung thiên di của anh rất là đẹp, rất là sáng, hình ảnh của anh bên ngoài rất là tốt. Cái cung tật ách này báo hiệu một điều, sau này anh chị biết đế vượng là cái gì? Là cái lưng. Tiếp theo là kình dương là cái gì? Kình dương là bộ phận của đàn ông đấy. Cộng thêm địa kiếp, cộng thêm y diêu. Thì sau này nguy cơ ăn chơi mà nói chung là hỏng lưng. Rồi rủi ro hỏng các cái bộ phận liên quan đến ví dụ như lưng rồi vân vân các thứ. Nói chung là rất rất nguy hiểm. Ở cung tật ách này không đơn giản không hề đơn giản ở cung tật ách khi mà nó có kình dương địa kiếp thiên diêu hoa cái đế vượng thế nên là chỉ khuyên anh một điều là nên dừng lại chứ không sau này là sẽ một mình đấy chị ạ thất sát là nó chỉ hình khắc lục thân nó chỉ với cô độc rồi đây cung nô bộc thì là cô quả này cô quả này hết tiền là thôi mình cũng một mình cung phụ mẫu thì không hợp rồi cự quyền kỵ hỏa cộng với cô quả thì làm sao mà hợp rồi cung con cái thì cũng rất là nhiều sát tinh nó chiếu vào sau này nó không ở gần mình đâu cung huynh đệ thì gặp tuần cản trở cung phối thì nói chung là cứ như thế này thì sau này chỉ của một mình thôi cung tật ách này không tốt đâu về sau hậu họa tương đối khôn lường chủ yếu vào các bệnh liên quan đến à, nam giới là chính đó là một lời khuyên cho anh này nên tiết chế nên điều chế lại còn điều chế hay không là tùy duyên của anh thôi đầu tiên chúng ta xét mệnh của anh đi mệnh là tham lang là văn khúc là phi liêm là đào hoa là hồng loan là bát tọa thiên đức phúc đức thì về cơ bản là anh tâm tính cũng rất là khôn ngoan cư xử nói chung về cơ bản là cũng lấy chữ đức khôn ngoan thì khôn ngoan nhưng vẫn giữ chữ đức một phần nào đó tiếp theo người mà mệnh tham lang thì nói chung nó thực sự là cũng một con người rất là đào hoa rất là đa tài đặc biệt là cái tài ăn nói ngoại giao khi tham lang mà nó đi với cái văn khúc như này anh chị hiểu là văn khúc là văn chương là nghệ thuật là lời ăn tiếng nói là cái tài năng về ngoại giao tài năng về cái sự biện bạch tài năng về cái sự thuyết trình mà văn khúc với tham lang đều ngũ hành thuộc thủy Ngũ anh thuộc thủy thì anh chị hình dung là thủy nó như là một cái dòng nước nó len lỏi thẳng thì nó đi thẳng mà cong thì đi cong thế nên là anh này nói kiểu dị được nói kiểu dị được cộng thêm với thiên đức phúc đức là tư duy nó khôn ngoan tham lang mà đi với văn khúc thì đấy thì cái tính của con người nó như vậy cái khả năng uyển chuyển về lời ăn tiếng nói rất cực kỳ là hoạt bát tham lang thì nó cũng ảnh thủy văn khúc thủy hồng loạn thủy những cái thủy thì nó cực kỳ là uyển chuyển Nói chung là tài năng ăn nói của anh này Thì phải nói là rất là tuyệt vời à, Tham lang thì khả biến thành đào Tức là bản thân tham lang là một cái sao đào hoa rồi Tham mà hội văn xương văn khúc ấy Thì chính thực chàng à, Đại sóc ba hoa Tức là cái khả năng ăn nói Đến mức là nói hay được Nói dở được, khen được, chê được à, Cho người ta lên uh, Lên cung trăng được Rồi dìm người ta xuống sâu được Đó chính là cái anh này Tiếp theo cư cư hội cư hợi tí ngộ dương đà cuộc đời phiếm thủy đào hoa bồng bềnh chính vì cái sự khôn ngoan cái sự khéo léo cái sự ăn nói tài tình như vậy thì thành ra là nói chung là cuộc đời nó rất là bồng bềnh thực ra bản chất cái cuộc đời nó bồng bềnh của anh này là nó do tham lang ở hợi ở tí nó có bổ sung thêm cả văn khúc cả hồng loan đều là những ngũ hành thuộc thủy và ở đây là có hai sao đào hoa cùng hội ở mệnh đó là tham lang đó là đào hoa cộng thêm một cả hồng loan hồng loan tham lang thì nó là mộc nó là mộc đới thủy khi nó ở trên nước thì tượng như là cái bông hoa nó bị dòng nước nó đưa đi đẩy lại nói chung là nước nó chảy thế nào thì cái bông hoa nó trôi treo thế nhưng mà mệnh anh này nói chung cũng phong hoa tuyết nguyệt phong lưu đa tình cũng có nhiều cái hay chứ không phải là dở đâu anh chị nhé nhưng về bản chất về lâu về dài là nên biết kèm chế bên nên biết dừng lại nó hay ở chỗ nào hay ở chỗ cái tài ăn nói ngoại giao này cung thiên di này anh chị cung thiên di này rất là đẹp ra ngoài là có tử vi lộc tồn có thiên hỷ này cộng thêm với tam phương tứ chính chiếu về là văn xương văn khúc này tử vi là cộng thêm tả phủ thai phụ phong cáo cộng thêm với đào hồng cộng thêm tam thai bát tọa như vậy là anh này ra ngoài là gặp rất nhiều quý nhân rất nhiều người có chức có quyền có thực lực giúp đỡ anh có thể giúp đỡ về công việc có thể giúp đỡ về tiền của đó là tử vi lộc tồn và tử vi lộc tồn thì tính tình nó rất là đoan chính thế nên ra ngoài anh sẽ tiếp xúc với nhiều người nó đoan chính nó trung trực à, nó chính nó nó nói chung là nó đàng hoàng không không như mệnh của anh mệnh anh đào hoa quá sát gái quá thì ra ngoài nói chung là nó sẽ rất là tốt và hình ảnh của anh khi ra ngoài nói chung là chơi với bụt thì mặc áo cà sa chơi với ma thì mặc áo giấy đó chính là hình ảnh của anh hình ảnh của anh ở ngoài chính là chính hình ảnh của anh ở ngoài đó chính là chơi bụt còn hình ảnh nội tâm của anh thì chính là ma ma đây là chính là con tham anh chị nhé tham lang là chủ tham lang tính bẩm thung dung say miền gái đẹp niệu, rượu nồng miếng ngon. Tức nói chung bản chất của anh tham lang này là một con người tiểu sắc, là một con người của ăn chơi, là một con người nặng về vật chất, nặng về nặng về tình dục, nặng về thể xác, chứ không nặng về tinh thần. Mặc dù là tham lang cũng có một cái cái khả năng nghiên cứu về tâm linh, huyền học, khoa học huyền bí rất là hay, nhưng mà nó phải đi với tả phủ hữu bật khôi việt cơ. Nhưng mệnh anh thì thiếu hơi nhiều thì thành ra là nó hơi phá cách cái tham lang này khi mà hãm điện nó phải chế ngự bằng tuần bằng triệt hoặc là hóa quyền tại mệnh hoặc là hóa khoa thì nó sẽ đỡ ơn rất nhiều nhưng mà ở đây không những không có chế mà nó lại còn tăng thêm cái liều lượng đào hoa cho anh tiếp theo đó là phần tính tình về phần tướng mạo thì xem ra người mà tham lang có bát tọa hồng loan thì xem ra là của nói chung là không đẹp xuất sắc thì cũng là dạng ưa nhìn văn khúc mà văn khúc là hình ảnh của một chàng thư sinh của một văn nhân nói chung là trông nó cũng nhẹ nhàng nhưng mà tham lang thì tính lại võ cách tham lang đi bắt tọa thì thường là tướng người là nó phải lưng dài nó phải vai rộng người nó khung nó phải to đó chính là tham lang bát tọa đào hồng thì mặt mũi tốt tươi trẻ trung lâu dài duyên dáng nói chung rất là duyên đào hoa thì ngoài là sát gái ra thì nó là một cái tài ăn nói cái tài ngoại giao cái duyên khi đi giao tiếp đặc biệt là giao tiếp với người khác giới nói chung anh này nói thì nói chung là à, anh này mà khi mà nói ra thì con gái cũng thích và con trai cũng nghe cũng lọt tai nó cũng rất buồn thế, bùi tai nói chung cái khiếu nói của đào hoa hồng loan văn khúc mà tham lang đi với nhau thì cực kỳ tuyệt vời văn khúc mà ngũ ảnh thuộc thủy lai láng uyển chuyển thẳng được cong được đó chính là văn khúc hồng loan cũng tương tự thêm đào hoa thang loan đào hoa mà ngộ thiên không cầm kỳ thi họa tài ba tuyệt vời à, cơ mưu quyền biến hơn người cơ mưu quyền biến hơn người ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa nhưng mà đối với người con gái đối với anh này thì nguy cơ rủi ro cũng rất là cao tại vì nó khi nhìn các cung phụ mẫu huynh đệ rồi là cung phối rồi là cung nô bộc thì xem ra về lâu về dài rủi ro là có thể ở một mình và không và không không hề đơn giản khi mà một mình không những thế nó còn bệnh tật nó còn ở một mình nó mới chết dở cũng bệnh tật thì rất rủi ro anh chị nhé phân tích thì tôi phân tích rồi nhưng mà nhân tiện thì nói lại qua một chút cung bệnh tật này là gì địa kiếp này địa không này hai cái đại sát tinh nó chiếu vào đây này khi mà nó không có gì thì nó không sao hết nhưng mà một khi không kiếp này nó phát tác ấy, thì anh chị hình dung cứ như là lửa là điện là xét nó cháy rất là nhanh thế nên khi mà nó phát bệnh là nó cực kỳ là nhanh cộng thêm linh tinh ở bên đây chiếu về cộng thêm hỏa tinh như vậy là cung này là hội không kiếp kình linh hỏa là đủ cả cung mệnh thì sao cung mệnh thân phúc phúc đức nhờ trông nhờ và giải họa thì gặp triệt rồi Mệnh tham lang hãm Thân thất sát hãm Thế nên là trông chờ ở mỗi cung thiên di Thì nói chung là ra ngoài Hoặc là bạn bè Nhờ ra ngoài gặp được người tốt Hoặc nhờ gặp bạn bè tốt Mà nếu biết nghe lời Thì cũng tránh được cái họa về lâu về dài Tí tôi sẽ luận tới đại hạn Thì xem là khi nào Là những cái đại hạn rủi ro cao nhất của anh này Đấy cung mệnh anh chị nhé Nói chung là cũng là người có tài Có tài ăn nói Đặc biệt là tài ăn nói Mà thời đại ngày nay cái tài ăn nói Là một cái tài cũng rất là hay Tiếp theo sang cung quan lộc đi Cung quan lộc thì cũng cách sát phá tham Sát phá liêm tham bội tả phủ bật Tả phụ bật mà thân lại cư quan Thành ra con người này cũng rất chăm chỉ chịu khó Chứ không hề lười biếng tí nào Cũng rất có tài Tả phủ bật thì cực kỳ có tài năng Tài năng rất là uyển chuyển Đó chính là hữu bật Cộng thêm với thanh long Thanh long mà ở cung thìn mà đặc biệt lại cư ở mệnh, cư ở thân đối với người tuổi đinh, tuổi kỷ thì rất là đắc cách. Thế nên là trong cuộc đời cũng sẽ gặp nhiều cái sự rất là may mắn ở trong công việc ở trong tiền tài. Nhưng mà gặp thiên không thì hãy cẩn thận, sẽ có lúc về nguy cơ phải trắng tay. Thất sát ở đây, thất sát ở đây thì nói chung là nó chủ về công danh, nó chủ về uy quyền, nhưng mà hơi tiếc một chút nó hãm địa. Nếu thất sát mà miếu mà vượng mà cứ ở cung quan thì nói chung là công danh uy quyền, nói chung là rất rất cao. Nói chung nói có người nghe đe, có người sợ đó chính là thất sát. Nhưng mà khi mà thất sát nó hãm địa lại ở lưỡi đất la vóng này thì nó có nhiều rủi ro. Mặc dù là mệnh anh này là có thanh long nó giải trong một phần nào đó Nhưng mà thanh long dù sao nó cũng là một cái sao yếu Ở đây thanh long đi với Lưu Hà lại ở cung Thìn Thìn là thủy khố Thế nói chung là sẽ có một cái thời điểm Tài cũng rất tài hoa, rất đa tài Nói chung là vùng vẫy cũng khắp khắp nơi Đi lại rất là nhiều đó là thanh long Lưu Hà Tượng là rồng xanh bơi ở biển lại rồng lại cư long cư long vị cũng rất là đắc cách cộng thêm tả phủ bật là cũng có quân có quyền có người trợ giúp nhưng mà đó là khi đắc thời đắc thế thôi anh chị ạ. Còn khi mà sang cái vận à, sang thêm một vài vận nữa là bắt đầu rủi ro cao rồi. Đó là cung quan lộc này, cung quan lộc này chúng ở mức vừa phải, trung bình. Nói chung là cũng khá, không đến nỗi tệ. Có Thiếu Dương cũng là một con người khôn ngoan, ở đây thiên đức phúc đức cũng là khôn ngoan rồi, thông minh rồi. Thêm, thêm đây lại có Thiếu Dương cũng thiên không, cũng rất lanh lệ cũng rất là hoạt bát. Nói chung anh này có thể đi vào con đường à, văn hóa nghệ thuật, ca hát các thứ biểu diễn cũng rất là tốt rất là uyển chuyển cũng rất là hợp cách đối với anh đấy cung quan lộc cung tài bạch này anh chị nhé chúng ta xét mệnh như thế này lại xét cung tài bạch phá quân thì anh chị biết rồi à, phá quân mà đóng cung tài đồng tiền lên xuống lựa dòng nước xuôi tức là phá quân khi mở cung tài thì sẽ nói chung là cái đồng tiền nó cứ vào rồi nó cứ ra nó như là nước nó chảy chỗ này nó chảy chỗ kia nó không tụ lại được mà thường thường là cung tài bạch mà có phá quân thì phá quân là chủ về hao tán chủ về hao bại thế nên là sẽ có lần trắng tay trong đời rồi mới làm lại được đó chính là phá quân xét cung tài bạch thì chúng ta lại phải còn xét cung phúc đức ở đây là xem là có được cái sự may mắn nào đó không nhưng mà cung phúc đức này gặp triệt rồi xem ra anh này về cơ bản là nói chung là tự người tả phù hữu bật thì thường thường là phải tự thân lập thân thôi không được nhiều may mắn đâu hơn thế nữa thì cái cung này nó ám chỉ rủi ro là để thêm con phục binh ở đây rất nguy hiểm anh chị nhé. phục binh là một kẻ ám hại ngầm kiểu như là thập diện mai phục ấy, thập diện mai phục nói chung là nó không hiện ra đâu, nó cứ âm thầm nó âm thầm nó lừa mình thôi. thế nên là sau này theo tôi dự đoán là sẽ có một lúc là trắng tay, đó chính là hình ảnh của phá quân khi mà cùng tài bạch. hơn thế nữa mệnh anh này là mệnh hỏa, mệnh hỏa lại phá quân thủy, thủy lại khắc hỏa, thế nên là hai cái dở nó gặp nhau thành ra là dụng phiền hà, rất là phiền hà còn đoạn nào mà trắng tay thì tí tôi sẽ phân tích đại hạn. Chúng ta nhìn đại hạn thì sẽ dễ dễ thấy hơn được cái sự trắng tay. Mặc dù mệnh anh này là có rủi ro rất cao ở đảo hồng tham lang này, ăn chơi có ngày mất nghiệp, cộng thêm với thân có thất sát, à, hãm địa gặp thiên không, gặp đất la võng này rất nguy hiểm. À, thiên không là cũng ám chỉ rủi ro là có phần nào đó trắng tay. Cộng thêm với phá quân, thường thường rất nhiều người rồi, phá quân cũng sẽ có lần là rất là huy hòa rồi là vụt tắt đó chính là phá quân rồi gây dựng lại từ đầu rồi tiếp theo là các cung thì ok hết rồi thực ra anh này thì cung mệnh là tương đối cũng tương đối khá đó là vì sao tham lang cộng với giáp lộc giáp quyền lộc tồn tử vi ở đây chiếu về như vậy là cái bản chất đẹp của anh này là gần như là ở bên ngoài chiếu về là chính đó là giáp lộc giáp quyền à mệnh tham lang văn khúc lại còn thêm cự kỵ tấu quyền nói chung là khả năng ăn nói hùng hồn rất là nói chung là khả năng ăn nói rất là tốt, cực kỳ là tuyệt vời. Nói kiểu nào nói được đấy, đấy chính là anh này. Còn giáp lộc, giáp quyền ở đây thì cũng đúng là cũng có tài lộc, có chức quyền. Nhưng mà xem ra là cách phiếm thị đào hoa này là nó hơi phù phiếm một chút. Lộc quyền ở đây là giáp, giáp tức là ở bên ngoài nhiều, tức là bản thân mình sau này có nguy cơ là không có. Cứ thiên di ở đây cũng là của đối phương của người khác, đó là tử vi đó, là lộc tồn tính ra mệnh anh này gần như là xong lộc quyền đấy chứ không không kém gì đâu anh chị ạ cung phối ra ngoài cũng rất là hay giáp khôi việt quý nhân rất nhiều các chị em yêu thích mệnh lại đào hồng cộng thêm với tả phù yếu bật cung này lại của cung đêm à, tiếp theo đi đại hạn đi <laughs> đại hạn từ 13 13 đến 23 thì có lẽ đang còn đi học cũng chẳng có gì nói nhưng mà cái đại hạn này theo tôi là học hành nó không được thuận lợi may mắn đâu tại vì tham lang bản chất là cũng không kiên trì lắm cộng thêm với đi đến đất là thái âm gặp tuần gặp thiên khôi gặp hóa lộc gặp tràng sinh gặp không kiếp ôi rồi bao nhiêu sát tinh như này nói chung đại hạn này học hành học hành học hành nó không được thuận lợi lắm nhưng mà được cái tư chất nó thông minh thì có thể vẫn qua được nhưng về cơ bản nó không thuận lợi lắm tham lang đào đào hoa hồng loan nó là tình ái rồi cộng thêm với thái âm nó chủ về văn chương nghệ thuật à, Chủ chủ phong lưu đa tình thì thành ra anh này có lẽ là yêu đương rất là sớm ở cái đại hạn này và thành ra nó ảnh hưởng đến việc học là như vậy từ 13 đến 23 tiếp theo từ 23 đến 23 là bắt đầu nhiều cái sự thuận lợi hơn rồi đó chính là tượng tả phủ bật từ phủ vũ tướng chiếu về đó chính là tượng của thai phụ phong cáo tức là ra ngoài nó cũng nhiều cái sự thuận lợi hơn rồi ở đây tham lang hãm địa đi đến cái cung tuần này cũng là một cái cung tốt mà bộ sát phá tham. Bộ sát phá tham đi tử phủ vũ tướng cũng là cái bộ cách hay. Bộ cách sát phá tham thì thiên về hành động, thiên về quân nhân hơn. Cũng có thể là kinh doanh buôn bán, tham lang đào hồng, kinh doanh buôn bán rất là hay. Kinh doanh buôn bán làm về văn chương, nghệ thuật, văn hóa biểu diễn rất là hay. Đi đến cái đại hạn này cũng là một cái đại hạn tốt. Liêm phủ miễu vượng. Thiên phủ tả phủ gọi là người ta gọi là tả phủ cách anh chị nhé là như vậy cung vợ ở đây tương đối đẹp không hề xấu tí nào đâu tả phụ cách đấy nhưng mà tham lang ở đây hãm địa gặp tuần đến cung đây là không tệ như vậy tự hạn từ 23 đến 23 đến 33 33 là một cái hạn tương đối bình ổn tương đối phát triển nhưng mà tài lộc nó sẽ không tụ đâu phát triển thì tốt đấy tài lộc nhưng khó tụ lắm mặc dù ở bên đây là có tử vi lộc tồn nó chiếu về này nhưng mà bản cung ở đây thiên phủ gặp tuần thì cái kho này gần như là kho lộ À, kho trống rỗng kho bị người khác đào khoét rồi mặc dù là cái cung này cũng khá là đẹp nhưng về cơ bản là từ hai bàn ba ba là nó không cắt lành gì lắm nó tốt nhưng mà không tụ được tiền đó chính là cung này tiếp theo đây cái đại hạn này là đại hạn bắt đầu dễ rủi ro là chữ gần đến trắng tay rồi dễ rủi ro là hao tài tốn của rồi cô đơn buồn phiền một mình chính là hạn từ 33 đến 43 hạn 33 đến 43 là của ân quang thiên quý này rồi là song hao khốc hư tuế phá hạn này hạn liên quan đến tế phá là cái hạn mà nói chung là bất mãn nói chung là không cam chịu số phận đấy chính là cái hạn này cái thứ hai là song hao song hao là nói chung là tiền bạc ở đây tuy là đắc địa đấy nhưng mà nó gặp nhiều sát tinh xấu như này thì là hiện tượng là tiền bạc nó ra đi chứ nó không chạy về mình đâu cộng thêm với khốc hư là cuối cùng là nước mắt cộng với thêm cô quả ở đây cô quả hóa kỵ là một mình lại có cả cự kỵ ở đây là cái hạn này cực kỳ lắm thị phi này à cự kỵ này cự kỵ đà chiếu về này cự kỵ đà cô quả chiếu về này. hiện tượng cái hạn này là hiện tượng mất tiền mất tiền là một cô đơn là hai thị phi là ba buồn phiền là bốn một mình là năm đó chính là hiện tượng cô quả rồi là có ân quang thiên quý thì trời cũng trợ giúp một chút nhưng có quý nhân trợ giúp đấy nhưng không biết là có nghe lời quý nhân hay không cũng rất là khó nói trong cái hạn này hạn này là có đà la này có địa kiếp này có đà la địa không có hỏa tinh này có thiên hình nói chung hạn này cũng rất là nhiều sát tinh ở bản cung thì không xấu nhưng mà ở các bên chiếu về thì nói chung rất là phiền hà không như hạn này hạn này là tả phụ cách cộng thêm với lộc tồn cộng thêm với tả phụ bật cộng thêm vũ khúc văn xương cộng thêm giáp khôi giáp việt rất nhiều quý nhân rất nhiều may mắn nhưng mà tiền nó không tụ tại vì thiên phủ gặp tuần hạn này không không những tiền mà không tụ nó mà nó còn mất đi nhiều không những mất đi nhiều mà nó còn lại còn à, phải chịu cảnh cô đơn chịu cái sự thị phi này mà nói chung là có thiên hình ở đây thiên hình ở đây chiếu về nói chung cũng phiền đấy có rủi ro gì đó có rất nhiều rủi ro đó là hạn từ 33 đến 43 hạn này 43 niệm như vậy đồng chí này là các bạn này sẽ phải biết một điều là hạn này là hạn rủi ro hao tài tốn của này có làm được thì cũng mất nhiều đó chính là cái hạn này mặc dù là có quyền có khoa có quang có quý đấy nhưng mà bù làm sao lại được với hỏa đà hình kiếp hình không kỵ cự kỵ rồi song hao khốc hư rồi cô quả chung hạn này không hay lắm Thế tiếp theo cái hạn này là một cái hạn cũng sẽ có một cái lời khuyên là hãy chuẩn bị tiền bạc để tiết kiệm chứ không cái hạn này là hạn rủi ro mất trắng chính là vào cái hạn 43 đến 53 Hạn 43 đến 53 là hạn phá quân mà phá quân là hao tài Là tốn của, là hao tán, là phá bại Hơn thế nữa thì phá quân Sát phá than nó là cái hạn trúc la hạn chúc la một cái hạn tương đối kinh khủng Cộng thêm với hạn này lại đi vào cái vòng thiên không Mà lại có hiện tượng của đào hoa hồng loan ở đây Thì lại có phục binh ở đây anh chị nhé Phục binh đây này Thế nên là cẩn thận bị gái lừa mà trắng tay đấy Gái lừa mà trắng tay mà hiện tượng có cung điền trạch như thế này là rất dễ rủi ro là bị mất này. Ở đây có thiên tài với thiên hình là nguy cơ bị trời trừng phạt vì một cái lý do nào đó. Đó là thiên tài thiên hình gặp địa không, không kiếp là cướp đoạt mà gặp triệt là gần như là nó mất đi rồi. Thế nên là cực kỳ rủi ro. Và cái hạn 43 53 là cái hạn rất dễ trắng tay. Phá quân à đã cư ở cung tài, đồng tiền lên xuống, lựa dòng nước xuôi. Thế nên nếu mà không biết lựa là cuối cùng là nguy cơ trắng tay sang đến cung năm ba là rất nhiều bệnh tật các thứ liên quan đến những bệnh liên quan đến đàn ông mà bệnh nó cũng ghê gớm chứ không phải đơn giản đâu anh chị nhá ghê gớm nó ở chỗ nào nó là ở không ở kiếp nó hai cái tôi gọi là địa ngục sát tinh đấy à, ngũ hành của nó là thuộc hỏa nó như điện như nó như lửa nó như sấm sét nói chung là tốc độ nó rất là nhanh khi mà mình không biết gì thì nói chung là nó sẽ không có gì nó sẽ ủ trong người nhưng mà khi mà nó đến rồi thì nói chung là khó lắm mệt lắm đó là không kiếp kình hỏa nói chung là cái cung tật ách này phiền lắm thế nên là bắt đầu từ 33 là tôi khuyên anh là nên à, tiết kiệm hạn 33 là bắt đầu hao tài tốn của rồi 43 là nguy cơ phá sản rất là cao phá quân hãm địa thiên không sát phá tham đều hãm địa chứ không sáng sủa tốt đẹp gì nếu anh biết nghe lời các đối nghe lời các vị ở bên ngoài tốt với anh đó là tử vi lộc tồn là những người có chức có quyền à, những người lớn tuổi hơn anh khuyên anh đó là những người bạn bè tốt đó là thiên cơ có khoa quang quý những bạn bè là bạn bè nói chung là ông trời mang cho anh những người bạn bè tốt đấy tại vì tâm tính anh nói chung là cũng sởi lởi cũng phong lưu cũng hào hào hoa cũng phóng khoáng cũng rất là rộng lượng có điều là cái 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 lòng tham về vật dục cái thể xác của anh nó hơi cao thôi thế nên là anh nên biết à, tiết kiệm tiền bắt đầu từ năm 33 tuổi chứ không đến năm 43 tuổi là nguy cơ trắng tay là rất là phiền còn đến năm ba tuổi là sức khỏe anh nó không hay đâu Mệnh tham lang hãm Thân thất sát cũng hãm Cung tật ách thì là cái không kiếp kình hỏa kỵ Nói chung phiền ghê phiền Anh về nói chung là qua sẽ sáu ba tuổi mới nói chuyện tiếp được Chứ không thì phiền lắm Qua sáu ba tuổi thì ok Tử vi lộc tồn thì nét Nét rất là tuyệt Tử Miếu địa gặp lộc tồn Tử vi cư ngọ vô hình kỵ giáp đinh kỷ vị trí công khanh Nói chung là cung tử vi ở đây là đế cư đế vị rất là đẹp Thế nên là cái hạn này là một cái hạn cũng cực kỳ phiền hà với anh Hạn này thì hạn rủi ro mất tiền này, từ 43 năm 53 là nguy cơ phá sản rất là cao Cực kỳ cao chứ không đơn giản Mà nguy cơ phá sản ở đây là bất thình lình, phục binh mà Phục binh là đánh úp, là đánh bất ngờ, là thập diện mai phục, là bất thình lình Là không biết đâu mà lần Đó chính là con phục binh ở đây Hạn hạn thì lại hạn trúc la sát phá tham đều là hãm địa Còn tật ách thì nói chung là có tứ linh đấy nhưng mà cũng không ăn thua gì do không kiếp kinh hỏa toàn là những cái bộ sao nó đến cái linh nữa này toàn là những bộ sao nó phát tác cũng rất là kinh khủng rất là nhanh à, nói chung là bắt đầu từ 33 là khuyên anh là nên biết tiết kiệm nên biết dừng lại dù có thế nào cũng nên dừng lại rồi một vài chia sẻ gửi đến anh như vậy Hy vọng là anh có những cái điều chỉnh ở trong cuộc sống Ví dụ như là tiền bạc của anh là nó sẽ không tụ được là do phá quân là hao tán này Đất đai nói chung anh không đầu tư được, đầu tư là cũng mất thôi, cũng bị lừa thôi Kiểu gì bị mất bị lừa đó là cũng đất đai Thế nên anh chỉ có thể gửi tiết kiệm hoặc là nhờ người khác đứng tên Hoặc là nhờ người khác giữ tiền hộ Tức là phải chọn những cái người tin tưởng thôi mà cái tính tình của anh là xem ra cũng hơi phong lưu đa tình thì nên biết dừng lại biết 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 đủ là vui rồi xin chào và hẹn gặp lại